Đừng có cho nó chú chi nữa. Rồi mọi người, sáng nay anh em chúng tôi tiếp tục hành trình bắt cá đây. Bắt rất tinh minh nha. Bắt sạch sẽ các bạn. Không có chút rác nào nha. Bạn dòi hay cá các bạn. Nhưng chưa dở. Khui dở đây. Khui. Trời chết, cá bây giờ là chết, bán chạy hết rồi. Khui. Anh em. Một mẻ. Cá sạch sẽ nha. Bồi cá nó xuống các bạn ơi, cá nó nhảy nè, thấy không? Chúng tôi chưa biết được đây là cá hay dòi nữa. Kinh khủng. Wow. Trời, nó xuống rồi chứ. Trời ơi, chảy ghê à. Rồi. Quay đi, quay đi. Em thấy cá xuống không? Rồi, cá nó bò. Nước các bạn thấy không? Hơn đồng đĩa. Hơn đồng đĩa đi.
quá trời luôn mọi người ơi. Trời, như dòi. Giờ chỉ ngược lên, tấm nước chỉ ngược lại là đỡ. Đập có khách. Kẻ chút xe vừa ấy qua đây. Không, chỗ lỗ đó. Xuống. Đó. Nãy giờ cản cái nó có miếng không? Nãy mình còn ăn không chứ? No. No bụng. Để đĩa đây, để cái miếng. Anh chỉnh lại mấy cái lưới rồi, chỉnh lại mấy cái lưới cho nó ấy. Bùng sợi đây. Bùng mấy lần nữa đâu.